Mới đầu năm đào hoa đã bay đầy trời về bis. Hương Giang liên tục bị soi hin thẹn hò trai trẻ Trần Nhậm. Cặp mỹ nhân phim 500 tỷ trung hội trung thuyền. Hãy subscribe cho hai nàng hoa hậu tử vi đỗ hà cũng bị dí không ngừng nghỉ Mới sang tới tháng 3 thôi nhưng Vbiz đã ngập tràn những tin đồn hẹn hò của các mỹ nhân xinh đẹp, từ hoa hậu tới các chị đẹp diễn viên, tuổi 22 hay 30 đều có. Có điều tin đồn thì nhiều chứ chính thức thì vẫn chưa có đôi nào xác nhận cả. Từ sau mối tình với Mát Lưu thì Hương Giang gần như chỉ chuyên tâm vào sự nghiệp và đạt được rất nhiều thành tích trong năm 2023. Ấy vậy mà sang 2024, tin tức đầu tiên liên quan đến nàng hậu này lại là tin hẹn hò, cụ thể là dân tình nghi ngờ cô nàng đang yêu trai trẻ Trần Nhậm. Bằng chứng đưa ra là cư dân mạng nhiều lần phát hiện cả hai mang giày đôi, thường xuyên check-in cùng một địa điểm, dù trong công việc hay đời thường đều như hình với bóng. Nghĩ năm nghĩ Nam 27 tuổi này chưa có nhiều thành tích nhưng trong những khoảnh khắc xuất hiện thì luôn được khen ngợi là duyên dáng, hài hước, còn được đặt cho danh xưng khá kêu là vương hạc đệ bản Việt nữa đấy. Cho đến nay đôi bên đều chưa đưa ra phản hồi nào cho việc này. Phương Anh Đào và Tuấn Trần có thể nói là một trong những cặp đôi hot nhất làng phim Việt đầu năm 2024 này. Sau khi kết đôi quá ăn ý trong phim, ngoài đời lại dính nhau như sam qua từng sự kiện, từng lễ trao giải nên khán giả càng chắc mẩm cả hai phim giả tình thật. Cho dù Phương Anh Đào từng thẳng thắn tiết lộ Tuấn Trần không phải gu bạn trai của mình, nhưng cô cũng rất vui vì được khán giả đẩy thuyền vì điều đó cho thấy cả hai diễn rất tốt và tạo được phản ứng hóa học dẫu là người trong cuộc đã nói vậy nhưng cho tới nay họ cũng không tránh né nhau mà còn tương tác vui vẻ hơn trước khán giả lại càng đánh cuộc rằng đây chính là một đôi một mỹ nhân khác cùng đóng trong bộ phim 500 tỷ này cũng đang gây xôn xao dư luận với chuyện tình cảm đó chính là khả như tin đồn giữa cô và nam diễn viên huỳnh phương cũng đã dâm gian từ năm 2023 nhưng đôi bên đều không lên tiếng xác nhận sau năm 2024 cứ ngỡ mọi chuyện lắng xuống thì bất ngờ huỳnh phương nhấn theo dõi một mình khả như trên instagram khiến dân tình lại xôn xao đồn đại chưa hết cả hai tiếp tục bị soi dính nhau như xa mọi lúc mọi nơi chăm sóc nhau nhiệt tình trong ảnh chụp chung còn đeo nhẫn khá giống nhau. Nhiều người khẳng định mỹ nhân làng hài đang yêu và chờ đợi cô công khai chính thức. Đầu năm nay, Đỗ Thị Hà cũng dính nghi vấn đang hẹn hò một chàng thiếu gia tập đoàn lớn sau khi xuất hiện một vài hình ảnh được cho là nàng hậu đang ngồi cạnh bạn trai trong một sự kiện. Ngay lập tức sau khi tin đồn dâm gian, công ty chủ quản của người đẹp này đã lên tiếng phản hồi rằng những ngày vừa qua trên mạng xã hội có những thông tin về chuyện hẹn hò của hoa hậu Đỗ Hà. Từ phía công ty chủ quản của hoa hậu Đỗ Hà, chúng tôi không thể xác nhận thông tin hẹn hò vì đây là việc cá nhân của Hà. Câu trả lời này được dân mạng mang ra đùa rằng học theo YG khi trả lời mà như không. Dù vậy ai cũng có quyền yêu. Đường, hoa hậu thì yêu thiếu gia cũng là chuyện bình thường nên khán giả nói chung cũng không phản ứng trái chiều gì về chuyện này. Khác với những người đẹp kia, hoa hậu Tiểu Vi tiếp tục bị nghi ngờ đang yêu chàng tài tử người Thái tên Nikki Natchat sau khi đoạn clip của anh chàng này khoe khoảnh khắc đi ăn và bị dân tình soi và cho rằng cô gái trong gương phản chiếu khá giống nàng hậu Việt. Trước đó, mỹ nhân sinh năm 2000 này cũng từng bị soi hàng loạt hình thẹn hò cùng chàng tài tử này như check-in cùng địa điểm, cùng đi thăm một người bạn ở Thái. Nikki Natchat cũng đã theo dõi Tiểu Vi trên Instagram. Hồi tháng 8 năm ngoái, trước tin đồn hẹn hò chàng Mỹ Nam hơn mình 10 tuổi, Tiểu Vi không phản hồi trực tiếp mà đăng ảnh của mình kèm ca khúc gái độc thân như ngầm phủ nhận tin đồn.